thời xanh hơi nghiêng đầu đúng lúc thấy đường cong hoàn mỹ nơi gò má của hắn khóe môi của hắn khẽ mím ánh mắt buông xuống nhìn qua lộ ra một chút câu tịch thời xanh dẫm lên mặt đất đầy hoang vu đi tới trước mặt hắn nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng nói sau này chúng ta liền ở nơi này phượng tư nói sẽ bắt người đến xây dựng cung điện ngày thứ hai thời xanh thật sự thấy một đám người có vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa kinh hoàng đang làm việc Tiên nhân xây cung điện đương nhiên không giống người phàm, căn bản là đều sử dụng phép thuật. Một cung điện trong mấy canh giờ liền làm xong. Phượng tử cũng không biết cướp được ở nào, toàn bộ cung điện được bày biện nhìn qua vô cùng hoa lệ. Trung tiên quân bị cướp. Cung điện cũng không lớn, phía trước là một đại điện, bên cạnh có chắc điện của hai người, phía sau chính là một phòng ngủ. Dựa vào thói quen đi ngủ của thời sinh và phượng tử, một phòng ngủ cũng không có gì không đúng, nhưng mà có luôn cảm thấy cái giường kia có cái gì đó không đúng lắm. Đây là cái gì? Thời sinh đưa tay sờ sờ, trong nháy mắt liền thu tay về. Mẹ nó, lạnh quá. Huyền băng nghìn năm. Phượng từ trước mắt một cái, tiểu thù là băng linh căn, ngủ ở trên đây có thể phụ trợ cho nàng tu luyện. Là thế sao? Nhưng mà vì sao luôn cảm thấy quái quái ở chỗ nào đấy? Đến tối, cuối cùng thì thời sinh cũng biết quái ở chỗ nào bây giờ cô căn bản không có cách nào chống lại được sự lạnh lẽo của chiếc giường này còn phượng từ nằm ở bên cạnh lại giống như một cái hòa lò cô vô ý thức sẽ sát lại gần vào trong ngực của hắn thời xanh nắm chặt vạt áo của phượng từ lạnh đến mức run run huynh cố ý có đúng hay không lửa trong cơ thể cô là lửa không có độ ấm nhưng mà từ trên người phượng từ lại có trên người hắn cực kỳ ấm áp làm cho cô vô cùng muốn gần gũi với hắn đụng vào hắn phượng từ vô tội trước mắt ta không có không có cả nhà người ấy thời sinh cắn răng, chừng hắn một lúc lâu, cuối cùng không có cách nào đành rút vào trong ngực hắn. phượng từ hài lòng ôm thời sinh hôn một cái ở trên chán cô, cuối cùng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, tìm kiếm đến khóe môi cô hôn một cái nữa. thời sinh không kịp đề phòng, bất ngờ bị hôn, vốn còn có chút lạnh, bị phượng từ hôn như vậy, bỗng nhiên cũng không còn thấy lạnh nữa. thời sinh sững sờ trong chốc lát rồi để mặc phượng từ thâm nhập từng chút, từng chút một. Đến tận khi cô cảm giác được có cái tay đang châm lửa ở trên người mình, cô mới hoàn hồn. Chẳng biết từ lúc nào Phượng Từ đã ở trên người cô, cô dẫn sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt Tuấn Mỹ phóng đại của Phượng Từ. Ánh sáng cũng không phải rất sáng, nhưng đủ để thấy rõ biểu tình ở trên mặt của Phượng Từ, hắn khẽ khép hờ mắt, lông mi thật dài run rẩy, vẻ mặt thành kính giống như là một tín đồ. Ở trong lòng hắn, hắn coi cô là gì? Bỗng nhiên thời sinh có chút mê man, ánh mắt của cô càng ngày càng trống rỗng, cứ nằm như vậy, mặc kệ động tác của phượng từ tiểu thủ phượng từ ngẩng đầu chống lại đôi con ngươi không có tiêu cự của thời sinh có chút lún cuống có phải ta lại chọc cho nàng tức giận hay không mà nàng một câu cũng không trả lời mình con ngươi của thời sinh từ từ tập trung lại cuối cùng rơi vào trên gương mặt của phượng từ giọng nói của cô có chút khản khàn phượng từ ở trong lòng huynh ta là gì của huynh nàng là người quan trọng nhất của ta phượng từ đáp không trần chờ chút nào ta hy vọng có thể ở cùng một chỗ với nàng vĩnh viễn. Nàng là người quan trọng nhất của ta. Quan trọng nhất. Ánh mắt thời sinh lại bắt đầu chạy vào khoảng không, trong con người rõ ràng in rõ hình ảnh của Phượng Từ nhưng mà lại giống như là xuyên thấu qua hắn nhìn thấy một người khác. Ở trong đó rất lạnh lẽo, Phượng Từ nhìn thấy có chút kinh hãi. Tiểu thù, tiểu thù, nàng đừng như vậy. Phượng Từ từ trên người thời sinh lật qua một bên, ôm nàng thật chặt, nếu như nàng không thích thì ta sẽ không làm như vậy nữa là được. Tiểu thủ, lời của Phượng Tử còn chưa nói hết. Thời xanh đột nhiên xoay người đặt ở trên người hắn, ở trong tầm mắt hoang mang cùng nghi hoặc của hắn, chủ động hôn lên môi hắn, nụ hôn của nàng mang theo dục vọng xâm chiếm như mưa rền gió dữ. Thân thể Phượng Tử cứng đờ, trong con ngươi màu đỏ sậm hiện lên một luồng tơ máu, bất chợt liền bị vẻ ôn như vô hạn che giấu, hô hấp của hắn có chút nặng nhọc. Ngoài điện ánh trăng sáng rõ, bóng cây lắc lư, yên tĩnh không một tiếng động. Trong điện cảnh xuân vô hạn, Bóng người giao triển, một phòng ám hương